luật nhân quả hỏi luật nhân quả rất công bằng ai làm thì người đó chịu vậy sao trên đời này chẳng thấy có cái gì là công bằng cả ví dụ như người siêng năng học tập không chơi bời mà khi kết quả thi thì cứ thấp hơn những người chơi nhiều học ít tại sao vậy đáp luật nhân quả rất công bằng ai làm thì người đó chịu nhưng chúng ta phải có đủ trí tuệ quán xét chứ không nhìn một cách thông thường mà thấy được sự công bằng ấy ví dụ như người siêng năng học tập không chơi bời mà khi kết quả thi thì cứ thấp hơn những người chơi nhiều học ít nếu nhìn thông thường thì chúng ta thấy luật nhân quả không công bằng còn chúng ta nhìn suốt lý nhân quả thì mới thấy luật nhân quả không bỏ sót một hành động thiện ác nào mà ta đã tạo nhân trong hiện tại cũng như trong quá khứ cho nên luật nhân quả gồm có nhiều góc độ nhìn thứ nhất nhân hiện tại và quả hiện tại thứ hai nhân quá khứ và quả hiện tại thứ ba nhân hiện tại quả tương lai thứ tư nhân người này quả người khác chịu do chùm nhân quả ví dụ trên về người sinh viên thì phải nhìn nhân quá khứ quả hiện tại thì mới thấy luật nhân quả công bằng còn nhìn nhân hiện tại quả hiện tại thì luật nhân quả không công bằng đó là nhìn sai thường mọi người chỉ nhìn thấy nhân hiện tại quả hiện tại chứ không chịu thấy những nhân quả ở các góc độ khác nhau. Vì vậy, đôi khi thấy nhân quả không công bằng. Ví dụ, như một người ăn cắp mà không bị bắt quả tang tại trận, không bị đánh đập, không bị tù tội thì cho đó là nhân quả không công bằng. Như vậy là cái nhìn nhân quả không đúng, chứ không phải nhân quả không công bằng. Luật nhân quả có sự chuyển biến thay đổi theo từng sát na, từng giây, từng phút, không để cho một kẻ nhỏ của thời gian thiếu công bằng. Nếu một hành động thiện vừa làm là có sự thay đổi nghiệp quả ngay liền chuyển biến sự đau khổ của người làm thiện. Thiện ở đây có ba nơi xuất phát. Một, thân hành thiện. Hai, khẩu hành thiện. Ba, ý hành thiện chỉ một ý hành thiện vừa khởi là chúng ta cũng cảm thấy quả khổ tiêu tan ngay liền ví dụ một một người đang tức giận bị người khác mắng chửi họ chỉ cần khởi niệm đời trước ta đã gieo nhân này nên ngày nay ta phải trả hoặc người này là người đáng thương họ đang tạo nhân quả ác khi nghĩ như vậy ngay liền là họ hết khổ phải biết đang tức giận là đang trả quả ác, khổ, đang chửi mắng là đang tạo nhân ác. Ví dụ 2. Khi ta vừa khởi niệm người ấy xấu ác là nhân, thì ngay đó liền có quả ta phiền não và đau khổ. Cho nên, phải quán xét trong nhiều góc độ khác nhau thì ta mới thấy luật nhân quả công bằng và công bằng tuyệt đối. Do công bằng tuyệt đối nên không sai một hào ly. Vì không sai một hào ly nên người nào không đủ trí tuệ quán xét tế nhị thì không thấu rõ. Vì vậy cho rằng luật nhân quả không công bằng. Ví dụ như người siêng năng học tập không chơi bời mà khi kết quả thi thì cứ thấp hơn những người chơi nhiều học ít. Là vì người học sinh ấy học hành không có phương pháp nên học nhiều mà không nhớ nhân do đó kết quả thi thì cứ điểm thấp quả hiện tại còn người học ít nhưng lại học có phương pháp nên nhớ không quên nhân hiện tại do đó kết quả thi thì điểm cao quả hiện tại vì công bằng cho nên luật nhân quả không phải chỉ có ở góc độ nhân quả hiện tại mà còn ở nhiều góc độ khác nữa khi nào các con học đạo đức nhân bản nhân quả thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn nhiều về sự công bằng của luật nhân quả các con cứ thử nghĩ xem luật nhân quả chi phối điều hành khắp vũ trụ này nếu chỉ một sát na không công bằng thì vũ trụ này sẽ đổ nhào và không còn trật tự tất cả dạng vật đều bị rối loạn và bị tiêu diệt. Với đôi mắt và trí óc phàm phu, người ta không thể nào nhìn thấu suốt quy luật hoạt động của nhân quả. Vì thế, người này thấy góc độ này, người kia thấy góc độ khác, chứ chẳng bao giờ thấy toàn diện. Ngẫu nhiên Hỏi Trên đời này, có những điều may mắn ngoài quy luật nhân quả không thưa Thầy? đáp. Trên đời này không có sự ngẫu nhiên. Mọi sự kiện, mọi sự vật xảy ra đều phải theo quy luật nhân quả điều khiển hoạt động. Cho nên, sự may mắn cũng như sự rủi ro đều do sự định đoạt của luật nhân quả cả. Bởi vì luật nhân quả không ai tạo ra nó mà chính mình tạo ra. Nên nó xử phạt lại mình rất công bằng con người mê mờ không đủ trí tuệ nhìn xuyên suốt đường đi của nhân quả nên cho rằng sự may mắn và sự rủi ro ngoài quy luật nhân quả nếu các con cho rằng mọi sự xảy ra đều là sự ngẫu nhiên thì các con cứ làm ác đi hay làm thiện đi thì các con sẽ thấy rõ nhân quả thiện ác sẽ đến thăm các con nó không tha một người nào đâu các con ạ à.